Không hiểu sao mà khi xem cái đoạn clip này thì Tường thấy tất cả khách mời ai cũng tủm tỉm cười hết trơn á. Thì thật ra riêng bản thân Tường thì từ lâu Tường cũng nghe trong dân gian truyền là cũng để cho bổ cho các quý ông, nhưng mà không biết thật hư chuyện này là như thế nào. Thì bây giờ muốn hỏi các vị khách mời của mình trước. Trước tiên là Tường muốn hỏi Vân Anh nè, Vân Anh có khi nào bồi dưỡng những cái giống như là trên cái đoạn clip đó cho chồng mình hay không? Thì thiệt ra cũng có nghe, giống như Tường cũng nghe dân gian truyền lại rất là nhiều. Đúng rồi. Là những cái loại rượu rồi những cái động vật gì đó ngâm với rượu, kết hợp với rượu thì sẽ là cường dương đó. Nhưng mà thì mình cũng không có cái căn cứ chính xác nào, cho nên mình cũng không dám tin 100%, và mình hy vọng thôi. Mình chỉ hy vọng cái đó nó nghe dân gian truyền lại như vậy rồi, thì chắc vậy là có làm sẽ vậy, là hy vọng là có làm. Không, hy vọng ở đây là để dành đó thôi, chứ thì hiện ra thì bật mí nhỏ chút xíu là ông xã Vân Anh vẫn còn là cường tráng lắm. Hơn quá. Cho nên là vẫn chưa phải xài đến chiêu. Thật ra thì em rất là đồng ý cái quan điểm của chị Vân Anh là thì cái đó hầu như là khoa học mình chưa có chứng minh là nó có tác dụng thật sự. Bởi vì bạn của ông xã em thì nói chung là cũng có một số anh thì không chỉ là vợ làm cho mà các anh tự trang bị. Chắc có lẽ là các anh sợ là về vợ chê hay sao đó, các anh tự trang bị, tự mua, tự ăn luôn. Nhưng mà em thấy thật sự thì em thấy thậm chí là nhiều anh nhìn ốm yếu còn hơn ông xã em nữa, cho nên là em cũng không nghĩ cái đó là đúng. Có nghĩa là không tin vào chuyện đó lắm. Dạ đúng rồi. Vậy còn anh Đức thì sao? Rồi nhiều lúc bạn á thường nói đấy, lấy con mối chúa về ngâm. Con gì? Con mối chúa. Con mối chúa. Nói cái đó con đó hiếm lắm, về ngâm là uống sức khỏe mạnh. Nói cái đó thôi không dám thử. Nói dân gian người ta nói thôi. Dạ tới phiên anh Hưng ạ. Anh không hề dùng bất kỳ một cái loại thuốc nào cả, mà anh vẫn làm việc ok. Tức là làm ngày không đủ tranh thủ cày đêm. Dạ thôi đâu phải hỏi chị đi, chứ nhiều khi anh nổ quá đâu có được. Nổ rồi nổ. Dạ chị sao chị? Chị nói thiệt cho chị em phụ nữ em chia sẻ cho chị. Chị có làm cái gì, đồ ăn đồ uống gì mà bổ dưỡng để mà tráng dương cơ thể cho ảnh không? Thì ảnh thì cũng hay thích cái món lago gà gì đó. Thì chị cũng xem trên đài truyền hình dạy, là cũng mấy bạn bè dạy đó. Thì nói chung ổng sức khỏe, ổng nói cũng đúng, giống có nổ. Ông tốt. Tốt. Tốt tướng, nhìn tướng tốt. Dạ. Dạ vậy là chưa hoàn toàn, chị cũng chưa có, ngoài cái là nấu như lagu rồi chị chưa có làm gì mà những cái thuốc bổ gia truyền gì mà để mà cường dương đại bổ cho anh, là chị chưa hề áp dụng gì luôn. Đôi khi chị cũng có ý định nấu nhưng mà ảnh không có chịu ăn. Ví dụ chị nấu gà ác tìm thuốc bắc đi. Tôi đâu cần mấy cái đó rồi, nghe mùi khó chịu quá không cần. Còn khó chịu hơn nữa. Có uống rượu ngâm rồi gì không chị? Cũng không à. Cũng như Tết tới thì uống rượu tây đồ đó thì chút thôi à. Ủa mà sao anh cố chấp vậy? Anh uống vô cho khỏe, cho bổ, chứ anh phục vụ vợ anh chứ sao anh không chịu uống? Không, quan điểm của anh là như thế này. Vợ chồng á là phải có sự thống nhất, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thí dụ như bây giờ anh muốn quá mà giờ chỉ vì lý do nào đó, không lẽ giờ sao giờ? Hay là nhiều lúc giờ chỉ muốn quá mà anh đang bị đuối thì cũng hơi căng. Dạ. Cho nên mà tốt nhất mình là đàn ông là cái trụ rồi. Dĩ nhiên mình là cái người phải có một chút xíu nào đó kiến thức để mà điều khiển chủ động vấn đề đó. Tức là mình lèo lái như bà xã mình đi theo hướng của mình. Đó, mà như vậy thì mình phải trang bị cho mình qua cái chế độ ăn uống, tập thể dục. Dạ bây giờ em xin hỏi chị Hương là đó, qua những cái thực trạng các cặp vợ chồng ở đây như thế này thì không biết là chị thấy như thế nào ạ? Và ở ngoài thực tế của cuộc sống, thực trạng cuộc sống thì chị thấy là có những cái tình trạng là người ta cũng hay bồi dưỡng cho chồng mình như vậy, thì chị nghĩ sao về điều này? Và tại sao họ lại làm những cái điều đó, họ lại tin tưởng vào điều đó? Thì thực ra người ta vẫn muốn dựa vào một cái gì đó, là một cái niềm tin. Niềm tin. Một cái niềm tin. Người ta giống như khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó mà bất an trong lòng thì mình hay cầu nguyện. Cái điều này Tường rất là chia sẻ với Vân Anh luôn. Giống như Tường ăn yến bao nhiêu năm nay thì có mẹ Tường mới tối qua nè, ngủ chung là mẹ Tường lên, mẹ Tường còn hỏi là ủa bữa giờ ăn yến thấy có đẹp gì, da bổ gì không? Đâu biết đâu, ăn bằng niềm tin thôi. Mình nghĩ mình tin nó đẹp thì mình nghĩ nó đẹp để mình cảm giác là mình ăn cái đó nó đẹp, cái tự nhiên mình có cái niềm tin, mình phấn khởi lên. Chứ còn có thật cái sự niềm tin đó rồi á thì tự nhiên cái chắc chắn là món ăn đó nó sẽ bổ vào mình. Mà không ít thì nhiều thì đó, không nhiều thì ít vậy đó.
Chứ còn nếu mình ăn, mình làm một cái gì đó làm cho có cho rồi á, thì theo như thực sự ra như là theo như cái nghiên cứu khoa học thì nó, nếu như mình ăn uống á, đúng không chị Hương, mình ăn uống mà mình ăn với một cái tinh thần sảng khoái, với cái niềm vui, thì tất cả những cái chất bổ dưỡng đó nó sẽ đi vào người mình, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á, trong chương trình hồi nãy, ví dụ như đoạn clip hay là mình đưa lên những cái ý là có những ăn những cái món mà mình nghe mình thấy nó ghê rợn lắm, có những cái nhà mình bước vô đúng không mấy anh, là rõ ràng chân hủ 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 nè, người ta tin là ăn cái đó người ta sẽ khỏe đó, người ta cũng có niềm tin giống như mình, và thêm cái nữa là người ta không sợ giống như mình. Rồi những cái con kia cũng là đồ ăn đồ uống mà ngon mà đâu có gì đâu, thì người ta cũng nghĩ rằng là tôi ăn bằng cái niềm tin và tôi nghĩ những cái món đó cũng ngon, nếu mà như nó không bổ đúng theo cái kia nó thì tôi cũng sướng cái miệng là tôi đã ăn được những cái món ngon và tôi đã làm hết sức của mình vậy đó. Rồi. Và người ta khi mà như vậy và người ta tin là người ta khỏe, và thế là người ta cứ sống theo cái niềm tin đó, và người ta vẫn luôn luôn và rất tự hào rằng là tôi uống cái đó và tôi rất khỏe. À, có nghĩa là giờ theo Văn Anh là người ta ăn uống những cái thức ăn tẩm bổ đó là do niềm tin. À, vậy thì không biết chị Trúc hay là anh Đức, chị nghĩ là mọi người tại sao họ lại ăn uống những điều đó? Thì về những cái món rượu ngâm thì ở nhà em làm, em không phải là ngâm bằng rượu nhưng mà em làm lại là phương pháp lên men. Thì lâu lâu em vẫn làm là rượu nếp cẩm nhưng mà chỉ là lên men để uống thôi, chứ hoàn toàn là em không bỏ rượu vô. Thì rượu nếp cẩm thì cái đó nó bổ sung rất là nhiều chất dinh dưỡng, thì cái đó là nó bổ cho sức khỏe của mình. Còn riêng về rượu rắn thì em không làm và anh xã em cũng không uống những cái rượu đó. Bởi vì thực chất là theo em nhìn thì em nhìn cũng rất là sợ, em không có can đảm để em làm và em cũng không có can đảm để mua hoặc là trưng trong nhà những cái rượu đó. Còn về mà các ông uống thì thật sự thì mấy anh thì nói thẳng ra mấy anh cũng giống như mấy bà, khi mà ngồi chung như vậy nè thì mấy anh cũng nói chia chuyện, sẻ kinh nghiệm dạ đúng rồi chia dạ. sẻ kinh nghiệm, và thế là các anh cứ làm theo cho có phong trào. À, mày có mạnh không, tao uống cái đó tao thấy mạnh, mày về mày cứ áp dụng cái đó đi, bảo đảm là vợ mày khen liền. Nhưng mà chưa chắc, bởi vì theo em nghĩ thì rượu là tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, mà khi mà uống vô thì có người thì lại chịu đựng được, còn có người thì sức khỏe họ không cho phép, thì theo em thì cũng không nên. Em muốn hỏi chị Hồng, theo như chị thì chị nghĩ như thế nào về những cái món ăn bổ dưỡng mà nãy giờ mình đang nói, là chị thấy là những cái món đó là cái nào đáng tin và cái nào thì chị không tin? Chị nghĩ là gà ác tiềm thức bắc cái đó có công dụng á. Dạ. Nhiều người ta đang yếu á, mà ăn những cái thứ đó thường xuyên á, trong vòng 10 ngày nửa tháng thì sức khỏe tăng lên rõ rệt luôn. Dạ. À. Anh cũng chưa có bao giờ mà nghĩ đến những cái dùng một cái phương chất, một cái phương thuốc nào bên ngoài để mà vô yểm trợ cho mình. Rồi. Tại vì là như vậy không kém nó sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng hai lưỡi. Ví dụ cơ địa mình nó chịu thì không nói gì. Còn nếu cơ địa mà nó không chịu vô, nó phản ứng đủ thứ chuyện là có tác dụng nhiều khi nó tụt hơn nữa. Dạ. Nó phản này còn tụt lúc đó là càng tụt hơn. Anh có bị phản chưa mà sao anh lo vậy? Không, tại vì anh nghĩ rằng cơ thể anh bây giờ cứ điều cứ máy chạy. Rồi. Cứ điều mặc dù tuổi năm mấy là cứ chạy điều từng dạ, một hai bữa, từng một hai chữ vậy là được rồi. Là cảm thấy cũng thỏa mãn rồi. Vâng, cảm không cảm phải như mới cưới về đó khác. Dạ. À, và nhân đây thì Tường xin đọc một cái lá thư của một người khán giả gửi đến cho chương trình như thế này. À, năm nay tôi mới ngoài 40, sức khỏe bình thường. Dạo gần đây vợ tôi hay nấu những món ăn mà nhìn qua là ai cũng biết là một loại Viera hữu cơ, nào là đuôi bò, ngầu bín, hàu tươi. À, rồi cô ấy không biết nghe ai nói đem về nhà mấy hũ rượu ngâm, dán nhãn gia truyền để trưng trong phòng khách. Khách đến á, ai thấy cũng đều nhìn tôi tủm tỉm cười, rồi hỏi mát mẻ như là chuyện khả năng của tôi với vợ nọ kia như thế nào, có hơn được chút nào chưa. Nghe vậy tôi mới giật mình nhận ra chẳng lẽ vợ đang chê mình yếu. Chưa kể mấy thứ nguyên liệu bồi bổ thực giả ra sao tôi cũng không biết được. Tôi nên khuyên vợ mình như thế nào đây? Dạ, thưa bác sĩ, thì qua những cái chia sẻ của các anh chị nãy giờ cùng với lá thư của vị khán giả này, thì theo như bác sĩ thì những nguyên nhân tại sao mà mọi người lại hay sử dụng đó những cái bài thuốc bổ dân gian gia truyền như vậy, nguyên nhân là vì sao là như vậy? Thực ra đó thì cái người phụ nữ trong gia đình đó ai cũng chú ý là thứ nhất là tẩm bổ cho con mau lớn thông minh, rồi xong chồng thì phải thật là khỏe mạnh. Họ nghĩ rằng là một ông xã khỏe mạnh thì sẽ là một cái dù che chở cho gia đình, cho nên rằng là họ có khuynh hướng là sẽ tẩm bổ đó. Đương nhiên rằng là tôi cũng rất đồng ý với các khách mời của mình rằng là một cái cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể ăn uống bình thường, cân đối. Vậy cái đó có tăng cường về mặt sinh lý, sinh lực khi mà mình chuyển phòng thai của mình hay không? Dạ, có hay không? Thì nãy giờ mình nói chưa có công trình nghiên cứu, cho nên mình không dám nói rằng là khi ăn những cái đó thì sẽ tăng cường cái vấn đề đó. Đương nhiên rằng là tôi cũng đồng ý với anh Đức và anh Hưng
rằng là một cơ thể khỏe mạnh thì cái chuyện sinh hoạt vợ chồng nó sẽ bình thường. Nó sẽ bình thường. Chúng ta không cần phải ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia. Chỉ trừ khi những người mà họ suy dinh dưỡng thì cái việc đó nó sẽ bị hạn chế. Nếu như nãy từ nãy giờ quý vị chia sẻ cũng như là những cái điều bác sĩ nói, có nghĩa là nó cũng thực chưa thực chất là nó quá bổ, những cái món bổ dưỡng này chưa thực chất là quá bổ, và cũng chưa có cái công trình nghiên cứu nào khẳng định là nó bổ về cái sinh lý cho đàn ông. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống thì có rất là nhiều người đã và đang sử dụng. Thực ra thì những cái món ăn bổ đầu tiên, nó vẫn là đầu tiên là bổ cho sức khỏe của mình cái đã. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là ăn cái đó để bổ về sinh lý. Thì khi có những cái sức khỏe tốt đó thì mình có thể là đủ khả năng để làm những cái việc mình mong muốn. Đầu tiên là về xử lý về công việc tốt, những cái có những cái sáng kiến hay. Về kế bên đó là cái vấn đề sinh lý như cái chủ đề mình nói ngày hôm nay, thì chắc chắn là nó cũng sẽ đi theo cái hướng tốt. Chứ không thể nào cơ thể mình đang khỏe mạnh mà tự nhiên cái vấn đề sinh lý tại đang bình thường bỗng nhiên lại yếu đi, trong khi cơ thể thì cứ đang khỏe mạnh. Trừ những người có những cái bệnh riêng biệt về vấn đề sinh lý thì cái đó mình không dám bàn tới. Cho nên Vân Anh vẫn ủng hộ tất cả những cái món ăn bổ dưỡng để chúng ta nên bồi dưỡng cho cơ thể. Thí dụ những người mà bệnh tim đi, mà họ lại sử dụng như là rượu hoặc là những cái chất mà mang cái tính chất mà kích thích, thì cái lúc đó lợi đâu không thấy mà thấy là bệnh viện chào mời rồi. Tốt nhất là mình cứ bồi bổ cho cái cơ thể của mình, cái thể chất của mình nó khỏe lên, thì tốt hơn là mình sử dụng hoặc là mình lạm dụng vô những cái chất mà theo kiểu mà dân gian truyền miệng là hỗ trợ cho cái việc phòng the. Thì em nghĩ cái đó là không nên. Bởi vì nếu mà mình làm quá thì xung quanh lại nhìn vô mình và đặt lại cái câu hỏi là chắc cái này chắc bộ yếu lắm hay sao mà phải mà sử dụng dữ dội dữ vậy. Nhưng mà rủi một ngày nào đó nó thật sự yếu thiệt thì chị cũng phải nghiên cứu chứ. Không, em nói chị nghe, thật sự cái cỗ máy nào nó tới một thời gian nào nó cũng phải lão hóa. Thì khi đó người vợ cũng đã lão hóa theo rồi. Cũng không có thể mà tới lúc mà ông chồng theo kiểu mà tôi không nổi nữa mà bà cứ muốn, thì em nghĩ là cái chuyện đó là nó không đến nổi như vậy đâu. Mình có lời khuyên là không nên lạm dụng trong khi cơ thể mình nó đang bình thường. Tự nhiên bây giờ mình lại tham gia vô, không khéo mình cũng chưa biết cơ địa mà nó ra sao. Không khéo nó vô nó có tác dụng phản ngược lại, nó làm mất đi cái sự nhạy bén mình hồi nào, giờ tự nhiên bây giờ vô nó lụi đi, nó lẹt luôn, dẫn đến tình trạng đó, là nãy giờ anh chia sẻ Vân Anh có lo lắng gì không? Bây giờ là đang khỏe nè, giả tỷ giờ năm bảy năm 10 năm nữa giờ rủi cái là chồng yếu. Không, tại vì theo đúng mình chồng yếu thì lúc đó Vân Anh có cho bồi dưỡng không, có bồi bổ chắc không? chắc chắn rồi chắc chắn, phải không? Chắc chắn vẫn phải có một cái niềm tin vào đúng những rồi. Cái phương thuốc đó và những món ăn bổ dưỡng đó à. Bởi vì đó thì cũng như là ai cũng biết là theo thời gian thì sức khỏe chúng ta phải xuống và mình phải đi tìm một cái niềm tin, điều đó là chắc chắn. Qua những cái gì mà nãy giờ coi như khách mời cũng trao đổi rất là nhiệt tình á, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể đúc kết lại, mình thấy rằng có những cái hệ quả cho cái việc tẩm bổ, nếu như mà mình tẩm bổ mà nó không đúng cách hay là nó quá liều thì nó sẽ dẫn đến những cái trường hợp, những cái hậu quả éo le như thế nào? Như từ đầu tôi nói rằng là đạm ở trong những thực phẩm này rất cao, thì chúng ta lầm tưởng, thí dụ nói ăn cái đó đi, cái đó khỏe lắm, thì mình lại nghĩ rằng là mọi đối tượng ăn cái đó đều khỏe hết. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta bồi bổ quá độ thì cái hậu quả mà chúng ta thấy trước mắt á, là cái thừa cân béo phì nó sẽ đến với chúng ta. À, về những cái thực phẩm bồi dưỡng mà thực sự trên thị trường nó rất mắc và nó rất quý hiếm, thì bác sĩ nghĩ sao về những cái chất bổ dưỡng lấy từ những cái động vật quý hiếm này? Tôi nghĩ với giá thành mắc, với cái mà chúng ta không có tuân thủ những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là bảo vệ các cái con vật này, và với những cái thành phần dinh dưỡng mà chúng ta có thể tìm thấy ở những cái món ăn khác rẻ tiền hơn, thì chúng ta không cần phải sử dụng những thực phẩm này. Thì đó là những cái mình cũng đi sâu, mình đi là cũng là thỏa mãn, hôm nay cũng nhiều cái yếu tố, nhiều vấn đề rồi. Thì giờ mình xin chốt lại gì, theo như Vân Anh nãy giờ nghe mọi thứ câu chuyện, thì Vân Anh nghĩ rằng là chúng ta cần rút ra cái điều gì, những cái giải pháp cho bản thân mình trong cái vấn đề là nếu như trường hợp mà ông chồng mình nó có những cái tình huống gì đó mà mình cảm thấy chưa hài lòng về chuyện chăn gối, thì là một bà vợ thì Vân Anh sẽ làm gì? Nếu như nói chung là xong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, thì Vân Anh vẫn thấy rằng là cái suy nghĩ của mình và cái quan điểm của mình là vẫn nên duy trì. Tương đối đúng ha? Tương đối đúng. Tức là mình vẫn tin tưởng vào những cái món ăn ngon, những món ăn bổ. Từ như chị Hương cũng chia sẻ là từ những cái rau củ quả rồi những cái động thực vật mà mình đã ăn hàng ngày,
nó đều rất bổ cho mình ở rất nhiều khía cạnh. Thì tại sao mình cứ phải đi tìm tòi những cái quý hiếm và rất mắc tiền và cũng có thể là bị lừa gạt nữa? Còn về khi mà đến ở một cái thời điểm nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó mà về tuổi tác không còn cho phép mình được khỏe mạnh như vậy nữa đó, thì lúc đó mình sẽ đi nghiên cứu thêm về những cái món ăn có thể hỗ trợ tốt hơn ngoài những cái thức ăn hàng ngày mình vẫn có thể bồi dưỡng. Nhưng đương nhiên là mình cũng phải biết suy nghĩ và đắn đo về những cái bài thuốc đó, nó có phù hợp với cơ thể của mình không, nó có phù hợp với cái giá trị dinh dưỡng hay không. À, dạ không biết là chị Hồng thì chị có những cái giải pháp như thế nào để có thể giữ được cái sức khỏe cho chồng của mình sau khi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ạ? Thì đó giờ thì cái ông cũng hay tập thể dục đó em, thì cũng bình thường mỗi ngày cũng tăng cường sức khỏe đó, tối cũng tập thể dục. Dạ. Ít uống những cái chất kích thích như là cà phê, rượu, trà gì đó. Dạ. Rồi thay vào đó là mình ăn những cái thứ như là trái cây tươi mát mùa hè đó. Rồi uống những cái nước giống như nước sâm đồ cho bổ khỏe vậy thôi, chứ không có cần tăng cường những cái món như này nãy giờ. Dạ, đó là cách của chị. Đúng. Còn rồi. Chị Trúc thì sao ạ? Em thì nói chung là có những cách nào bồi dưỡng cho chồng mình theo chị? Em cũng hoàn toàn đồng ý chị Vân Anh lần nữa là mình bổ sung theo cái kiểu là bổ sung cho thể chất khỏe là tốt hơn là làm theo những cái lời truyền miệng mà không có chứng thực rõ ràng. À, dạ xin mời chị bác sĩ có thể chốt lại những cái giải pháp hoặc đưa ra những cái lời khuyên bổ ích nào đó để cho tất cả khán giả đang xem chương trình có thể hiểu ra được cái cách mình bồi dưỡng cho chồng của mình, cho Đức Lan Quân của mình là có đúng cách hay chưa ạ? Tôi nghĩ cái lời khuyên đứng về mặt bác sĩ đó, thì tôi nghĩ rằng là sức khỏe mà tốt á thì chúng ta sẽ có cái sinh hoạt vợ chồng nó tốt. Dạ. Ngoài ra thì cũng nên chú ý đến cái phần là về cái tâm lý tiếp xúc. Nếu như các bạn, các quý ông đó mà cảm thấy rằng là mình đang khỏe mạnh, cơ thể đang rất là rắn chắc và hàng ngày mình vẫn duy trì luyện tập bình thường. Còn nếu như khi các bạn có những cái vấn đề như là tự nhiên mình choáng váng hay là tim đập nhanh, hoặc là có những cái vấn đề tự nhiên thỉnh thoảng mình lại thấy bủng rủng tay chân, thì lúc đó các bạn nên đi kiểm tra bác sĩ. Dạ vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ ạ.